Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mạnh Lực Dương Quý vị và các bạn thân mến, bệnh sùi màu gà là một trong căn bệnh xã hội nguy hiểm có sự lây lan nhanh nếu không biết cách phòng tránh Nếu không phát hiện, điều trị kịp thời thì bệnh có thể gây nhiều biến chứng khó lường Vì vậy, nắm được những biểu hiện lâm sàng của bệnh sùi màu gà sẽ giúp phát hiện bệnh sớm 1. Bệnh sùi màu gà là gì? Sùi mào gà còn được gọi là bệnh mồng gà hay là mụn cóc sinh dục. Đây là căn bệnh xã hội lây truyền chủ yếu qua đường quan hệ tình dục không an toàn rất là phổ biến trong xã hội hiện nay. Virus gây bệnh sùi màu gà chính là HPV. Loại virus này có khoảng 120 chủng, trong đó có 40 chủng là tác nhân gây bệnh thông qua đường quan hệ tình dục. HPV-16 và HPV-18 là tác nhân gây sùi màu gà ở 90% trường hợp mắc bệnh. Bệnh sùi màu gà xuất hiện ở cả nam giới và nữ giới, nhưng theo thống kê thì nữ giới có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn. Nguyên nhân là vì nữ giới thường đón nhận tinh dịch của nam khi mà quan hệ tình dục và môi trường âm đạo cũng tạo điều kiện tốt cho loại virus này phát triển. Ngoài quan hệ tình dục không an toàn, bệnh còn có thể lây truyền với các nguyên nhân như lây từ mẹ sang con hoặc là sử dụng chung đồ dùng cá nhân với người bệnh. Bệnh sùi màu gà không chỉ gây khó chịu cho bệnh nhân mà còn có thể dẫn tới nhiều biến chứng khó lường. Cụ thể là nó khiến cho người bệnh tự ti, ngại tiếp xúc với mọi người, ảnh hưởng tới đời sống tình dục và gây đau sát khi đi lại. Nếu mắc bệnh trong giai đoạn mang thai, thai phụ có nguy cơ xảy thai, thai chết lưu hoặc là sinh non thai nhi cũng có nguy cơ mắc bệnh sau khi sinh hoặc là nhiễm bệnh khi bố mẹ thậm chí là nó còn gây nhiều biến chứng như là ung thư cổ tử cung ung thư dương vật dẫn tới vô sinh hiếm muộn hoặc là tử vong hai biểu hiện lâm sàng của bệnh sùi màu khi virus xuất hiện trong cơ thể, chúng sẽ ẩn náu tại lớp biểu mô thuộc tầng dưới cùng với da và không gây triệu chứng. Thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 đến 9 tháng và triệu chứng của nam giới và nữ giới có sự khác nhau. Thông thường nam giới có triệu chứng suy màu gà sớm hơn nữ giới. Ở phụ nữ thì triệu chứng bệnh không rõ ràng và thường chỉ phát hiện khi bệnh đã bước sang giai đoạn nặng hơn và cụ thể như sau. Đầu tiên chỉ là biểu hiện ở nam giới. Giai đoạn đầu, Cơ quan sinh dục và da xung quanh khu vực bao quỳ đầu, nếp gấp bẹn, bị nổi, các nốt sùi mềm, có màu hồng nhạt, hơi nhô cao và xuất hiện đơn độc. Các nốt sùi này không gây khó chịu hoặc là ngứa nên rất khó nhận biết. Giai đoạn sau, các nốt sùi phát triển và tập trung thành các mảng có đường kính khoảng vài cm. Các mảng có hình thức giống với màu gà hoặc súp lơ, chạm vào có cảm giác mềm và hơi ấm ướt. Vì bên trong các mảng có dịch nên nếu ấn mạnh sẽ làm chảy dịch ra ngoài. Một số trường hợp... Nốt xùi có thể phát triển to bằng nắm tay, có máu và dịch bốc mùi rất là khó chịu Còn biểu hiện ở nữ giới là gì? Vì cơ quan sinh dục của phụ nữ có kết cấu khá là phức tạp nên bệnh sùi màu gà phát triển khá thầm lặng mà không có một triệu chứng rõ ràng Đến khi rõ triệu chứng và đi khám thì thường bệnh sẽ được phát triển tới giai đoạn muộn Thông thường thì sau khoảng 3 tuần khi quan hệ tình dục với người mắc HPV, vùng kín của nữ giới sẽ xuất hiện các nốt sùi có màu hồng nhạt, có dịch bên trong và dễ chảy máu. Những nốt sùi có thể xuất hiện trên môi lớn, môi bé, âm đạo và tử cung mà không gây triệu chứng khó chịu cho bệnh nhân. Nếu quan hệ tình dục hoặc là cọ sát và chạm thì nốt sùi có thể bị vỡ, gây chảy máu và có thể gây nhiễm trùng. Ngoài cơ quan sinh dục nam nữ thì các nốt sùi màu gà còn có thể xuất hiện trên miệng, lưỡi và hậu môn của bệnh nhân. Bên cạnh đó thì người bệnh còn có thể xuất hiện các triệu chứng khác như là mệt mỏi, chán ăn, đau rát khi quan hệ tình dục. Khi thấy mình có những biểu hiện của bệnh sùi màu gà, người bệnh nên đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị thích hợp. Việc này giúp tránh gặp phải những biến chứng nghiêm trọng của bệnh. Ngoài ra, để giảm nguy cơ mắc phải căn bệnh này, tiêm vaccine HPV là một lựa chọn hợp lý. Vaccine HPV giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh sùi màu gà và nhiều bệnh lý khác do virus HPV gây ra. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài thông tin trên thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về một sản phẩm rất là tốt dành cho sinh lý nam giới, đó chính là mãnh lực dương. Sản phẩm này được bán với giá dao động khoảng 850.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Các bạn có thể mua sản phẩm qua hotline hoặc lô số 0899918585 để tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như tình trạng bệnh lý của từng người. Vậy công dụng của mãnh lực dương là gì? giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý ở nam giới, giúp làm giảm nguy cơ mãn dục nam này, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối do so, thận hư. Cách sử dụng như sau: uống 2 lần, mỗi lần một viên vào buổi chiều, và buổi tối sau ăn 30 phút để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đối tượng sử dụng là ai? Dùng cho nam giới trưởng thành suy giảm chức năng sinh lý, đau lưng, mỏi gối do so, thận hư. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở phía bên phải màn hình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn